Mới tới cổng mà mưa rồi. Mưa rồi cả nhà ơi. Hello cả nhà. Tới đây mưa rồi. Vô tới cổng. Gửi xe rồi mưa. Chào cả nhà nha. Đây. Đi anh Năm. Chơi cả nhà. Đi luôn đi. Rồi tặng rồi kìa. Trời quang mới tặng chị Sơn. Đẹp gió. Kìa chị gái kìa. Cô gái áo vàng kìa. Cô gái áo vàng đẹp không? Em quay chết rồi. Cả nhà ơi nè, trời vang mây tạnh rồi. Happy New Year, Happy New Year. Chúc mừng năm mới Đại Nam. Hello, hello. Hello. Đâu hết rồi, nhà mình đâu hết rồi. Đi xe luôn hả? Xe lại đi. Để từ từ à. Kệ đi. Ở xe này nè. Rồi, không đi rồi, trắng luôn rồi. Ơi, lẹ đấy cả. Không lẹ không kịp đâu. Kìa xe nhỏ kìa. Xe nhỏ nè. Ốp tay à. Hello, xuống đây bầu anh Đại Liên. Đeo kẹp đẩy xe. Đại Liên, bầu anh ơi, Đại Liên. Ốp tay luôn. Hết không lên, hết không? Cứ từ 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 tao lao chút. Lại mà né nè, lại né. Ừ, đặt luôn. Đặt rồi. Ôi, nó mưa là gì rồi. Đấy, ngồi lại đi. Là nó khô à. Rồi. Đi chơi dầm mưa dài nắng cái lớp mưa nó cũng ướt à, rốt cuộc cũng hết mưa, ảnh mưa rồi hết ghé rồi hết chưa, hết đủ chưa, coi trang à. Hello hello hai bạn nhỏ. Hello hai bạn nhỏ. Thầy vô tại đây như thế rồi mình đi bộ từ từ tới bạn ngửa không ra luôn đi vòng vòng ông Năm có ai coi không?
quá trời luôn. Cái gì kêu vậy? Mấy ngàn like. Chơi cả nhà ơi, chơi. Ướt pha rồi, ướt cái đùi rồi, cái lắc lấy cái mấy lon nè. Em biết cầm được tài năng thì xem nhiều nhiều vô. Em muốn biết thì mình cho xem á, thả tim mạnh mạnh vô. Ai coi đâu, thả tim. Vừa mấy ngàn like. Ông like cái gì vậy trời? TikTok hay Facebook? Facebook hay TikTok? TikTok hả? Giờ ai muốn vô nói chuyện vừa vô à. Lát có mọi cái gì ta đưa theo TikTok nó nhậu luôn. Anh em 500 đô hết rồi mà. Thì nó vô màu xem nó có 500 anh em mất mưa rồi. Hết mưa rồi thấy không? Trời quang mây tạnh rồi kìa. Hello, hello cả nhà. Như định đi chơi chứ không có like số tiền coi là luôn. Rồi mà nghe. Gầm ghê luôn. Hello. 500 anh em đó rồi. Đâu? Đâu hồ bơi đâu? Nữa? Đâu? Không phải hồ bơi đâu. Mấy cái màu màu đó nó hồ bơi. Rồi, rồi, xuống. Anh à. Em mời em gái nha. Em gái có đi chơi không? Đi Đại Nam không nè? Cho uống miếng nước lạnh nữa hả? Ừ, bỏ đó vô đó đi. Lấy cái bọc đó bỏ cô gái đi. Trời ơi, vừa đi vừa ăn, từ từ ăn. Em về quê chơi. Vậy hả em gái? Chúc em về quê chơi gia đình vui vẻ nha em gái. Không ăn cái hết. Hôm nay chị không có gì.
mà đi cả ngày trời còn chưa giáp vòng nữa. Rộng lắm. Gì bữa hổm là mấy gì đi cái chỗ này thôi, là chưa có giáp nha. Là bên đây là chưa đi nha. À, ly giải này nè. Rộng lắm. Ôi xe kìa. Xe lên cho mình được. Xe cổ tích. Trời ơi, coi hai bà kia kìa. Xe kìa con. Xe kìa, trời ơi, coi cái tước đi thì ghét. Đi, con xách một bên mới đẹp. Xách bên mới đẹp. Quải bên mới đẹp. Bắt trước chàng ơi, bữa trước rồi, xách vậy nè. Mệt quá, cái gì cũng bắt trước hết. Cái đàn sắt akrom, cái đàn sắt akrom, 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 pin akrom, giá cái đàn trái tim màu đỏ vô, cười quá, đi chơi mà mưa nè cả nhà ơi, trời quang mây tạnh. Ồ, quay thế sao mà chụp được quá. Quay trực tiếp rồi sao chụp. Đi thăm quan. Ồ, cái này là cái gì ta? Chanh dây. Ôi ơi, ê la lốt, la lốt. La lốt. Cá lốt. Ôi ui, cá lốt rồi cả nhà. Xào thịt bò, xào. Xào thịt bò, cuốn thịt bò nướng. Ui. Không ai quay cho mình nữa cả nhà, tự quay đi. Chơi trời mát vậy mừng quá. Kìa đi lên chỗ đó kìa. Chỗ cái nhà đó. Được không? Cho ngồi không? Được. Không mà mình chọn vẹt sạch sẽ đó. Chị Sưng đâu rồi? Ta đi chụp hình không? Chụp hình rồi. Đã chụp hình rồi. Lắc bả lại à? Ai ô, nó không. Ta chụp hình lên đây. Rượu ngắn gọn. Đi chỗ hồ nước á chụp hình. Hồ nước. Ôi, đuổng này nhóc nè. Mùi nhang, thơm mùi nhang. Phật tổ. Ý ông đĩa. Mà mau mua Phật chồng. Ở nhà cho coi đi cho đẹp nè. Không thì luôn. Chụp hình nhé. Cảm ơn anh nhiều nghe. Cảm ơn cả nhà yêu nha. Em chụp vài tấm hình. Cái nhà đâu? Phật Di Lạc. Yeah.
gia đình lắm, lấy tiền cho đẹp. Chụp hình cái gia đình hàng đi vô.